Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong phần Hải Thần Đảo gần đây, đường ta đã bắt đầu thử nghiệm khảo hạch thứ 5 trong nhóm sở hạch khác là gì. Bài thi khảo hạch được Hải Thần viết ra như sau. Mời người hãy khiêu chiến solo đánh nhau với 7 phong hào đấu la của Hải Thần Đảo. 7 người này chính là 7 người ôm 7 cái trụ của chỗ này. Theo như mình đánh giá khách quan, khảo hạch này tương đối khó với cấp độ hồn đấu la trên 80 cấp của nhóm sở hạch khác. Nhưng đường tam làm khỏi cũng thấy khá là bình thường. Khi sức mạnh của đường tam đã được cải tiến trong suốt thời gian vừa qua, vì hắn đã hấp thu được cả một con hồn thú 10 vạn năm. Trong con tà ma hổ kình đường tam có một hồn hoàn 10 vạn năm thứ 8 cho Lam Ngân Thảo và một cái hồn cốt xương chân cho mình. Lúc này cấp độ đường tam đã đột phá cấp độ lên 84 cấp. Do chất năng lượng của tà ma hổ kình rất lắm vitamin gây phê giúp đường tam lên cấp ầm ầm. Mặc dù đường tam mới chỉ là hồn đấu la trên 80 cấp, nhưng sức chiến đấu của anh ấy khá xa so với người bình thường. Trên người đường tam đang sở hữu tận 3 cái hồn hoàn 10 vạn năm từ số 6 đến số 8. 3 cái hồn hoàn 10 vạn năm này chưa từng có trong lịch sử đại lục trên người hồn sư. Trở lại với sức mạnh của 7 phong hào đấu la của Hải Thần Đảo, đường tam chỉ sợ mỗi một người có sức mạnh 95 cấp. Đó chính là Hải Long đấu la. Ông ấy cũng là người đứng đầu trong các phong hào đấu la. Nếu đường tam solo chính diện chắc chắn sẽ thua. Nhưng trong khảo hạch này những phong hào đấu la sẽ bị hạn chế một số kỹ năng. Ngoài ra đường tam trên người đang có hai kỹ năng cực kỳ bá đạo. Đó chính là lăng mật cỏ lĩnh vực và sát thần lĩnh vực. Và hai kỹ năng này đã được tiến hóa lên một đẳng cấp cao hơn so với bình thường. Vì vậy đường tam hiện tại đi đánh nhau với Hải Long đấu la 95 cấp cũng không sợ. Tuy nhiên khảo hạch thứ 5 của đường tam, hắn sẽ phải đi đánh nhau với cá ngựa Hải Mã Đấu La đầu tiên. Sức mạnh của Hải Mã là Phong Hào Đấu La. Ông ấy là một người rất nhiệt tình giúp nhóm sở lấy khác trong những ngày đầu tiên lên đảo. Hải Mã cũng phải đánh nhau với Đường Tam. Khi ông phải làm theo sự sắp đặt của Hải Thần. Trong khảo hạch này, Hải Mã không được sử dụng sức mạnh chính của mình từ các hồn kỹ, mà ông ấy chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp hồi lực trên 90 cấp của mình đánh nhau với Đường Tam. Nói chung Hải Mã Đấu La cũng bất ngờ về khảo hạch của Đường Tam là phải đi đánh nhau với toàn bộ 7 phong hào đấu la. Do Hải Mã cũng từng giống Đường Tam đi đánh nhau với một phong hào đấu la thời đó. Hải Mã Đấu La làm xong toàn bộ khảo hạch của mình mất tận 40 năm. Ông ấy mới đột phá được phong hào đấu la. Nhìn lại Đường Tam thì khác. Đường Tam khoảng 24 tuổi đã đột phá được 84 cấp. Sau khi Hải Mã chứng kiến Đường Tam phóng xuất hồn hoàn 2 vàng 1 tím 2 đen 3 đỏ của mình, Hải Mã đã bị sốc nhẹ tâm lý. So sánh với Hải Mã Đấu La thì hồn hoàn của ông chỉ là 2 vàng 2 tím 5 đen đủ tiêu chuẩn. Bởi vì sức mạnh của Đường Tam quá mạnh, Hải Mã Đấu La đã thất bại trước sức mạnh của Đường Tam. Vì vậy Đường Tam đánh bại Hải Mã Đấu La vượt qua người đầu tiên. Sau đó Ao Tư Tạp cũng khiêu chiến với Hải Mã Đấu La luôn. Hải Mã Đấu La vì mất sức đánh nhau với Đường Tam, ông cũng thua trước Ao Tư Tạp. Cảm ơn anh em đã xem hết video.